Rồi Minh Tơ mến chào cô chú anh chị. Hiện tại Minh Tơ đang ở khu vực Sa Bình, Long Đức, thành phố Trà Vinh. Và đây là địa chỉ nhà của Minh Tơ. Thì Minh Tơ kinh doanh buôn áo cưới, chụp hình, quay phim, nhạc sống. Thì cách đó thì Minh Tơ cũng làm kênh YouTube của mình để làm kênh thiện nguyện. Thì hôm nay đúng 2 giờ thì Minh Tơ sẽ phát gạo cho bà con nghèo tại địa phương của Minh Tơ. Thì lúc đó thì Minh Tơ cũng có kêu gọi cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ cho Minh Tơ nguồn kinh phí để giúp Minh Tơ phát gạo ngày hôm nay. Thì hôm nay Minh Tơ dự tính là phát cái 50 phần gạo thì có cô chú cũng gửi tiền về liên tục. Thì Minh Tơ phát thêm 10 phần nữa là 60 phần. Thì một lát nữa bà con sẽ về đây để nhận gạo. Thì hôm nay Minh Tơ chỉ phát mỗi người một phần gạo là 10 kg thôi, chứ không có nhu yếu phẩm. Thì nguồn kinh phí Minh Tơ không có được nhiều, Minh Tơ chỉ phát được 10 kg gạo thôi. Thì các cô chú nào muốn đồng hành cùng với Minh Tơ thì xin liên hệ với kênh Minh Tơ để tiếp tục Minh Tơ phát cho bà con nghèo để đón Tết. Thì buổi sáng của Minh Tơ thì công việc thì tháng này thì không có làm gì. Buổi sáng thì bán xôi, rồi tối chiều thì bán bò viên chiên. Thì cô chú biết rồi, thì trong thời gian dịch bệnh này làm ăn cũng rất là khó khăn. Minh Tơ thì không có các vụ thu của Minh Tơ đã bị chậm trễ lại hết luôn, nói chung là bị bế tắc hết luôn á, nói chung là kinh phí không có kinh doanh được cái món nào hết á. Thì đồ cưới thì cũng bị hồi, cũng bị đình, ở nhà sống này kia trong thời gian dịch bệnh này người ta không chơi. Thì công việc của Minh Tơ thì chụp hình nuôi phim thì cũng ít xôi lắm cô chú chị. Thì Minh Tơ cũng thời gian rảnh thì Minh Tơ làm YouTube. Thì cũng có cô chú bên ngoài cũng rất là thương Minh Tơ, thì cũng luôn đồng hành cùng với Minh Tơ suốt thời gian Minh Tơ làm YouTube. Thì hôm nay là lần thứ 5 rồi Minh Tơ phát gạo cho bà con. Hôm nay lần thứ 5 rồi cô chú chị, Minh Tơ phát được 5 lần rồi. Thì hôm nay Minh Tơ chỉ phát gạo 50 phần, 60 phần gạo cho bà con thôi. Không có nhu yếu phẩm vì nguồn kinh phí thì đợt này nó ít hơn đợt trước. Đợt trước thì Minh Tơ được nhiều bà con ủng hộ rất là nhiều, kinh phí cũng được nhiều. Minh Tơ có cho như đường, bột ngọt, muối hay là dầu ăn này kia đợt trước. Thì đợt này Minh Tơ không có kinh phí nhiều, Minh Tơ chỉ cho gạo 60 phần cho bà con. Một phần gạo này là 130.000 một bao của chú anh chị, 10 kg. Dạ rồi, Minh Tơ mến chào cô chú anh chị. Thì hiện tại Minh Tơ đang đứng tại nhà của Minh Tơ. Thì Minh Tơ sẽ tổng kết cái tổng nguồn kinh phí của cô chú đã đóng góp cho Minh Tơ để phát quà từ thiện ngày hôm nay, cũng như là phát gạo cho bà con để đón Tết. Thì lần này Minh Tơ chỉ phát mỗi người một phần gạo là 10 kg, chứ không có phát được nhiều như lần trước. Thì lần trước Minh Tơ phát có nhu yếu phẩm như đường, bột ngọt này kia rất là nhiều. Lần này Minh Tơ chỉ phát mỗi người 1 kg gạo thôi cô chú chị. Thì các mạnh thường quân đã đóng góp cho Minh Tơ ngày hôm nay thì có cô Mỹ Anh 100 đô Mỹ, chị VVN 100 đô la Mỹ, anh Ngời, chị Diệp 100 đô la Mỹ, chú Phúc Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh bán xe gắn máy thì gửi cho Minh Tơ 1 triệu thì ủng hộ bên gạo 500 ngàn thì chú tặng cho Minh Tơ 500 ngàn ăn Tết. Rồi gia đình chị Nguyễn Ben ở Mỹ cũng là con của Hai Mừng gửi cho Minh Tơ là 1.121.000. Rồi anh Thai ở Úc là 1.564.000 thì cho mẹ của Minh Tơ 500.000, còn lại 1 triệu. Tổng kinh phí Minh Tơ thu được ngày hôm nay đó là 8.910.000, là tổng kinh phí của cô chú gửi về đây là 8.910.000. Thì Minh Tơ mua 60 phần gạo, mỗi một phần gạo là 130.000, là nhân 60 phần là 7.800.000. Thì còn phần dư 1.110.000 thì Minh Tơ sẽ sử dụng cái kinh phí này để đi thăm các hoàn cảnh đã điện thoại cho Minh Tơ, cũng như bị tai nạn rồi cháy nhà. Thì 1.100.000 này Minh Tơ sẽ giữ lại để đi thăm hai hoàn cảnh hiện tại đang nguy kịch, cũng đang chờ Minh Tơ để xuống quay để kêu gọi tiếp tục. Nói chung là nguồn kinh phí thì Minh Tơ không có giữ lại, cô chú chị thì Minh Tơ sẽ chi hết trong dịp Tết này.
Thì lúc trước cũng có cô chú đã gửi tiền cho Minter để giúp các hoàn cảnh đó. Thì trong thời gian Tết này Minter bận rất là nhiều công việc, như là cũng có show ra ra cũng đi chụp hình nuôi phim, rồi chưa có thời gian để đi giúp các hoàn cảnh. Mong cô chú chị thông cảm cho Minter nha. Thì hôm nay mình tranh thủ làm xong cái công việc này để nghỉ Tết. Thì cuối video Minter xin kính chúc cô chú mạnh thường quân trong ngoài nước được dồi dào sức khỏe và năm mới làm ăn phát tài phát đạt. Rồi xin luôn hãy đồng hành cùng với kênh Minter để giúp bà con nghèo tại tỉnh Trà Vinh. Rồi một lần nữa Minter xin mến chào cô chú chị, mời cô chú chị xem video phát gạo của Minter. Rồi bạn ơi, Minter cũng đại diện cho bà con mạnh thường quân trong ngoài nước, cảm ơn địa phương để qua dự cái buổi phát gạo ngày hôm nay. Rồi Minter cũng xin cảm ơn đại diện bên mặt trận xã cũng tặng cho Minter một cái thư cảm ơn, thì cũng như là Minter xin cảm ơn cô chú mạnh thường quân ở ngoài cũng đã tài trợ cho Minter có ngày hôm nay, và Minter cảm ơn rất là nhiều. Thì cũng có bà con qua nhận rồi cô chú chị, thì hôm nay cũng có đại diện mình ấp á, ấp Sơ Bình Long Đức, thì bên mặt trận thì cũng qua dự tặng phát gạo cho bà con. Rồi cảm ơn chị. Lần này Minter phát chỉ một người là 10 kg gạo thôi. Rồi. Không được nhiều như lực trước thì Minter có nhu yếu phẩm rồi rau củ quả rất là nhiều. Lần này chung là dịch bệnh rất là khó khăn, rồi bà con bên mạnh thường quân Minter kêu thì cũng lần này cũng ít có tài tệ cho Minter được nhiều. Tại vì dịch bệnh ai cũng đều khó khăn hết đó. Lần này Minter chỉ phát 60 phần gạo cho bà con thôi. Thì cũng có em Thanh thì đại diện bên chi bộ ấp, rồi bên mặt trận của xã thì cũng đại diện cho ở đây để phát cho bà con. Đưa giấy anh đó, anh gửi nha. Có con bộ qua dự rồi, dặn lời. Đợt này có ít lòng nhiều ha, tại vì đợt này con cũng không có được nhiều mạnh thường quân giúp á, thì cho mỗi người một bao gạo 10 kg à, nếu có nhiều con cho nhiều. Rồi qua nhận rồi, qua người sao kinh nổi. Hiện tại bà con cũng tập trung về đây để nhận gạo của chú anh chị. Cái này Minter phát chỉ một bao 10 kg gạo thôi chứ không có được nhiều. Như lần trước có nhu yếu phẩm mà đường bột ngọt, rau củ quả, đặc biệt thì 10 bao gạo. Một bao gạo 10 kg. Thì có cô chú nào nếu thấy kênh của Minter thì có hỗ trợ thì xin liên hệ kênh Minter để tiếp tục để phát gạo cho bà con. Của ít lòng nhiều nghe mấy chị. Cái này của mạnh thường quân ở nước ngoài á, cũng gửi về cho mình Minter làm á. Này kinh phí cũng ít, không được nhiều, cho mấy người 10 kg gạo à, ăn Tết đỡ. Rồi cảm ơn chị nghe.
tập trung về đây nhận gạo. Minh Tơ cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ cái nguồn kinh phí để cho Minh Tơ phát gạo cho ngày hôm nay. Qua đây anh phát cho. Cú ít lòng nhiều nghe chị. Cú ít lòng nhiều nghe. Trời ơi. Đằng này qua lấy lên phiếp rồi. Anh phát kìa. Tại vì đằng này Mạnh Thường Quân gửi về cũng ít á, người rồi ai cũng khó khăn như mình vậy đó. Người ta giúp được nhiều ta giúp. Rồi cảm ơn con nha. Có phiếu nhận được rồi chị, có phiếu nhận rồi dạ. Tại em giao phiếu cho địa phương á. Mình chuột phát rồi ha. Bà con ở đây cũng rất là khó khăn của chú chị, thì đa số là bán ghi số rồi bán rau củ quả ngoài chợ thì cũng làm thuê không à. Phần quà này mình ta chỉ dành những người khó khăn thôi, là những người cao tuổi. Rồi cảm ơn chị nha. Ăn gạo phải không? Vô trong. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Có gạo ăn cơm rồi đó. Rồi đây là hộ xung quanh xóm của mình. Bà con ở trong đây cũng rất là nghèo luôn. Trong hẻm này chúng ta gặp khó khăn á. Mình chơi tơ cho bùi quách trong khu vực này. Trong ai khó khăn nghèo nhiều này chúng ta cho hết. Chứ không có lựa chọn. Mấy phiếu đây, chú Tèo. Rồi, Vinh. Một bao 10 ký ăn được mấy ngày ta? 10 ngày không? Teo, 10 ngày không? Được 10 ngày không? Trời ơi. Em ăn một buổi là 2 lon á, không hết á. Ngày ăn 1 lít. Mẹ 20 ký không nổi sao? Kia 40-50 ký gần được mà. Rồi ăn Tết ngon miệng nha chị. Dạ, bổ ích lòng nhiều. Đây cũng có bà qua đây nhận.
đang tích ngân miệng nghe bà. Dạ, lần này con phát được ít ra chứ không được nhiều. Dạ, lần sau có nhiều con gửi nữa. Dạ. Dạ. Miệng. Sốc sơ bay. Dạ. Chơi ngồi gỗ luôn trời. À, vì này bán cái số của chú chị đi bán số thì cũng dẫn đứa cháu theo chở vô ngồi gỗ vậy đó, thế bữa nào cũng chở vậy đó. Vì đứa cháu nội thì cha nó đi làm xa ở Đà Lạt đó, còn giao cho bà nội giữ. À, chú có nhân gạo hả? Dạ. Chú quay lấy giùm con đi ha. Kìa kìa, trong lấy giùm con luôn ha. Con gạt quay phim này không ai làm. Một người một bao 10kg giúp bà con ăn Tết nha. Cảm ơn chú nha. Chú này thì đi bán cái số không có chú chị. Số một ngày trung bình khoảng 100 mấy, 200 tấm. Chú nè, đi mấy phần, phần quá rồi, giờ lấy nhàn nhàn hết trơn. Ginh luôn hả?